Các con thân mến, trước khi bắt đầu vào tiết học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng chơi một trò chơi rất là sôi động. Cả lớp mình có đồng ý không nào? Bây giờ chúng mình nghe này, khi cô Ly nói tên một món đồ vật nào đó thì các con sẽ trả lời cho cô biết là cái đồ vật đó dùng để làm gì nhá. Cô ví dụ này, cái bút để làm gì? Bạn nào trả lời giúp cô nào? Cô mời Minh Châu. Con cho cô cái bút để viết bài. À, rất tốt. Thế bây giờ có một món đồ nữa này, cái thìa để làm gì? Cô mời Chi Mai nào. Con cho cô là cái thìa để xúc cơm. À, các con có đồng ý không? Có nhớ câu trả lời của bạn không? Có. À, rồi, tiếp tục một món đồ nữa này, cái thước để làm gì? Cô mời Phúc Long nào. Cái thước để bài. À, chúng mình có đồng ý với câu trả lời của bạn là cái thước để kẻ bài không? Có. À, thế bây giờ có một món đồ nữa này, bây giờ này, màu vẽ để làm gì? Cô mời Thủy Tiên nào. À, màu vẽ để vẽ tranh. Được không cả lớp? À, thế nhưng bây giờ trò chơi nó muốn vui nhộn hơn thì chúng mình sẽ đọc theo một cái nhịp thì nó sẽ hay hơn. Cả lớp đồng ý không nào? Bây giờ nghe cô Ly sẽ làm mẫu thử nhá. Cái bút để làm gì? Cái bút để viết bài. À, đúng rồi. Bây giờ thử nữa này. Cái thìa để làm gì? Cái thìa để xúc cơm. Ui, giỏi quá. Thế bây giờ nữa này, cái bát để làm gì? Cái bát để làm cơm. À, thống nhất lại, trả lời lại cho cô cái bát để làm gì nhỉ? Cái bát để làm cơm. Rồi, giỏi quá. Thế bây giờ tương tự như thế, cô sẽ ghép trên một nền nhạc rất là vui nhộn các con ạ. Và ngay sau đây, các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Mời tất cả các bạn sẽ cùng lắng nghe một bài nhạc rap do các bạn lớp 1A9 biểu diễn nào. Tay đâu rồi là tay đâu rồi? Rồi. Tay trái đâu là tay trái đâu? Tay phải đâu là tay phải đâu? Cùng vỗ tay theo nhịp nào. 1, 2, 3, 4, 5. Cái bát để làm gì? Cái thìa để làm gì? Cái thìa để xúc cơm. Tiếp tục nha. Cái thước để làm gì? Cái thước để kẻ bài. Ui, giỏi quá. Bây giờ khó hơn đấy nha. Quyển sách để làm gì? Quyển sách để đọc truyện. À, quyển sách để đọc truyện đúng không? À, rồi. Rồi, thế bây giờ còn một cái nữa khó hơn nữa này. Cái tẩy để làm gì? Cái tẩy để kẻ bài. Nói lại nào, cái tẩy để làm gì? Cái tẩy để làm bài. Rồi, một tràng vào tay khen tất cả các con. Giỏi quá. À, các con ạ, vừa rồi trong phần chơi vừa rồi thì chúng mình thấy là cô có kể đến một số đồ dùng học tập đúng không nào? Các con có biết không, đồ dùng học tập có vai trò rất quan trọng. Nhờ có những món đồ dùng học tập đó mà chúng mình đã làm tốt nhiệm vụ học tập của mình. Và các con có biết không, những người bạn của nhau thì họ thường giúp đỡ nhau không cần một lý do gì cả. Và cô nghĩ rằng những cái món đồ dùng học tập đó cũng chính là những người bạn thân thiết hàng ngày cùng con đến trường. Ngay sau đây, cô mời cả lớp sẽ đến với hoạt động đầu tiên. Đó là giới thiệu với bạn của mình về chiếc ba lô mà con có. Các con nghe đã này. Bây giờ cô sẽ mượn một chiếc ba lô của bạn Vân Trang nhé. Rồi, cô mời Vân Trang lên đây với cô nào. Nào, con cầm chiếc ba lô của mình. Bây giờ chúng mình sẽ cùng lắng nghe cô sẽ hỏi gì bạn Vân Trang nhé. Nào, con cầm chiếc ba lô của con này. Chiếc ba lô của Vân Trang có màu gì? Con nói to lên nào. À, thế trên chiếc ba lô của con có những hình gì? À, trên chiếc ba lô của con có hình bông hoa đúng không? Rồi, cô cảm ơn các con. Cảm ơn con về chỗ đi. Rồi ạ. Thế bây giờ tương tự như vậy, các con sẽ cùng giới thiệu chiếc ba lô của mình với bạn bên cạnh. Thời gian cho các con thảo luận làm việc theo nhóm là 2 phút. Bắt đầu. Nào. Con ôm chiếc ba lô của con. nào Duy Anh nào. Duy Anh ngồi đây. Duy Anh để chiếc palo lên trên bàn nhé. Duy Anh giới thiệu nào cho cô Ly và bạn Nhã Quyên xem nào. Con nói đi, trên ba lô. Duy Anh ơi, Duy Anh. Duy Anh ơi, con giới thiệu chiếc ba lô của con đi. Con nói đi, con quay sang nói với bạn nhé. Xong chưa con? Được rồi. Không sao. Con cứ mang lên, con để lên nhá, để lên. Rồi. Thời gian thảo luận nhóm đã hết. Rồi cô khen nhóm nào đã xong rồi. À rồi. Rồi bây giờ thôi nào các bạn ơi, bây giờ cô mời một nhóm sẽ đứng dậy. Hai bạn sẽ cùng nói về chiếc ba lô của mình cho cả lớp cùng nghe nhá. Nhóm nào xung phong nào? Giơ tay đẹp cô Ly khen, giơ tay đẹp cô Ly khen này. Cô mời nhóm của Anh Thư. Cả lớp mình cùng nghe và nhận xét nhá. Con nói đi. Chiếc ba lô của tớ có màu hồng. Nó có hình pony. Mẹ tớ đã mua cho tớ. Nếu mất nó tớ sẽ buồn. Rồi đến lượt con đấy. Chiếc ba lô của tớ có màu xanh như biển và màu đen. Nó có hình ô tô. Đây là bác tớ mua cho tớ vào dịp sinh nhật. Nếu mất nó tớ rất buồn. Giỏi quá, cả lớp mình thưởng cho các bạn một tràng vỗ tay nào. Rồi, cô cảm ơn. Nào cô mời một nhóm khác. Cô mời nhóm của Tiến Anh Đức nào. Con thưa cô là chiếc ba lô của con có màu xanh lá và màu xanh nước và màu đen. Trên ba lô của con có một hình quả bóng và 4 cái móc khóa. Hai bên của con có chỗ để đồ. Nếu mất nó thì con sẽ ngồi. Rồi cảm ơn con. Rồi đến lượt Anna nào. Chiếc ba lô của Ngọc có màu hồng. Đằng trước của Ngọc có rất nhạt màu trái tim và màu hồng. Mẹ tớ mua cho tớ, mất nào tớ sẽ rất là buồn. Rồi cô cảm ơn con, cô cảm ơn hai bạn. Bây giờ cô mời một nhóm khác nữa nhá. Nào cô mời nhóm của Minh Tường nào. Con nói to lên, con nói to lên. Rồi. Rồi cảm ơn con. Con mời Ngọc nào. Chiếc ba lô của hình con bướm. Nó có màu xanh lớp biển. Ông đó mua cho tớ. Nếu tớ mất nó tớ sẽ rất buồn. Rồi cô cảm ơn các nhóm. Vừa rồi thì chúng mình đã được nghe ba nhóm miêu tả rất là chi tiết về chiếc ba lô của mình. Vậy thì yêu quý bạn thì các con nhớ là phải luôn quan sát để nhận ra bạn của mình nhá. Cả lớp mình đồng ý không? Thế vậy bây giờ cô có một câu hỏi này. Nếu như chiếc ba lô của con mà bị lẫn với rất nhiều những chiếc ba lô khác thì liệu rằng con có nhận ra người bạn đó của mình không? Thế vậy bây giờ để xem là chúng mình có nhận ra không thì cô có một cái thử thách nho nhỏ. Chúng mình có muốn tham gia không? Cô sẽ mượn 10 chiếc ba lô của 10 bạn. Cô đọc đến tên ai để các con vui lòng mang chiếc ba lô xếp lên trên bục giảng giúp cô nhé. Thứ nhất mời cô mượn chiếc ba lô của Chi Mai nào. Xếp lên đây. Rồi. Chiếc ba lô của Bình Hưng. Của Đan Linh. Của Đình Nguyên. Vân Trang. Minh Đức. Con xếp lên đây giúp cô nào. Xem được bao nhiêu cái rồi nhở? Rồi. Của Anh Thư. Ngọc nào. Hưng nào. À, còn hai cái nữa à? Rồi, được rồi. Câu mời của Đông Quân. Rồi, của Đông Quân nào. Con xếp vào đầu kia cho cô nhé. Xếp vào đầu kia. Rồi, bây giờ cô mời ba nhóm này. Cô mời Chi Mai và Bình Hưng là một nhóm. Nào, rồi đứng vào đây nha. Cô mời bạn Vân Trang, Minh Ngọc là một nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba là cô mời Đông Quân và Gia Hưng. Được chưa ạ? Ở dưới chúng mình cổ vũ cho các bạn nhá. Bây giờ các nhóm sẽ nghe rõ yêu cầu của cô này. Nào, các con sẽ đứng đây. Nhóm nào mà làm đúng thì chúng mình sẽ có phần thưởng đấy. Bây giờ cô mời bạn Chi Mai, bạn Vân Trang và bạn Gia Hưng là người sẽ nêu đặc điểm chiếc ba lô của mình cho người bạn mình, đúng không ạ? Khi mà những người bạn mình đã nghe thấy là bạn nêu nêu những cái đặc điểm về chiếc ba lô của mình rồi thì các con sẽ có một nhiệm vụ là đi tìm chiếc ba lô giúp bạn, được không ạ? Các con đã hiểu luật chơi chưa? Nhá. Trong thời gian chỉ có là 30 giây thôi. Đội nào mà tìm đúng thì đội đó sẽ có quà. Nhưng trước khi tìm nhá, các con nhớ là phải nêu thật là kỹ đặc điểm chiếc ba lô của mình để cho bạn mình dễ tìm, hiểu không? Rồi. Ở dưới lớp chúng mình sẽ cổ vũ cho các nhóm nhá. Nào, các con sẽ đứng đây nào. Các con sẵn sàng chưa? Rồi ạ. 3 2 1 bắt đầu. Chiếc ba lô của tôi có màu hồng và bóng. Cố lên, các bạn cổ vũ cho các bạn dưới nào. Cố lên, 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 cố lên. Nào, nếu mà chưa rõ thì chúng mình sẽ nêu lại nào. Con nêu lại đi. Chiếc ba lô của tớ có màu hồng và có hình eo xa. Rồi. À, vậy là ba nhóm của chúng mình nào. Cô mời các nhóm đứng nhìn xuống dưới các bạn cho cô nào. Ba nhóm của chúng ta đã tìm thấy chiếc ba lô rồi. Nào, Đông Quân con đứng thẳng vào nhá. Rồi, chúng mình hãy cầm lên nào. Bây giờ cô sẽ mời nhóm của Chi Mai. Thế làm sao mà con lại tìm ra chiếc ba lô của bạn? Vì bạn ấy nói là có màu hồng và có hình Elsa. À, vậy là con đã tìm ngay đến chiếc ba lô này đúng không? Đây có phải chiếc ba lô của con không? À rồi, xin chúc mừng nhóm Chi Mai. Đây có phải là chiếc ba lô của con không? Thế làm thế nào mà con tìm được giúp bạn thế? Bạn Vân Trang bảo là các bạn ý có màu hồng, có hình bông hoa ạ. À, vậy là con đã tìm ngay đến cái này, đúng không ạ? Rồi, xin chúc mừng nhóm của Vân Trang. Tiếp theo. À, thế đây có phải là chiếc ba lô của con không nhỉ? Có ạ. À, thế chiếc ba lô của con như thế nào? Con nêu cho cô và bạn Đông Quân được biết xem là liệu rằng bạn Đông Quân đã tìm đúng chưa nhá. Chiếc ba lô của con như thế nào? Chiếc ba lô của con nói to lắm. Có một hình khủng long. À, chiếc ba lô của con có hình khủng long, đúng ạ. Vậy là Đông Quân đã tìm ngay đến chiếc ba lô này đúng không? Rồi, xin chúc mừng cả ba nhóm. Hai bạn đều đi tìm. À, cả hai bạn đều đi tìm à? Vậy à, thế vậy thì cái nhóm của bạn là Gia Hưng là các bạn chưa nhớ được luật chơi rồi. Con phải là người miêu tả và bạn Đông Quân sẽ phải là người đi tìm chiếc ba lô cho con nhá, được không nhở? Rồi, nhưng mà dù sao hôm nay cô cũng rất tuyên dương cả ba nhóm là các con đã chơi rất là nhiệt tình. Cô có phần thưởng tặng cho cả ba nhóm. Ở dưới chúng mình nổ một tràng vào tay để động viên các bạn nào. Rồi, chúc mừng con. Chúc mừng con nhá. Rồi, chúc mừng con. Đây, màu hồng con thích đúng không? Chúc mừng con. Rồi, chúc mừng con. Rồi, cô mời cảm ơn các nhóm, mời các nhóm về chỗ. Rồi. Có, cô sau đây cô mời trên này còn chiếc ba lô của bạn nào, cô mời các con lên lấy về giúp cô ly nhá. Vân Trang này, Anh Thư này. Nhanh lên con, nhanh lên. Ba lô quá. Các con nào, Qua thử thách vừa rồi thì chúng mình thấy rằng đồ dùng của con chính là bạn con. Yêu quý bạn thì con luôn phải quan sát để nhận ra bạn của mình nhé. Và nhớ rằng đừng để lạc mất bạn. Các con nhớ chưa? Và ngay sau đây thì cô sẽ có một bài thơ để đọc tặng cho các con nghe đấy. Chúng mình cùng lắng nghe cô đọc nhé. Trước khi đọc bài thơ này thì cô sẽ mượn chiếc ba lô của bạn Vân Trang nhé. Đây thì cô sẽ đeo chiếc ba lô này lên vai này. Đó, giống như các bạn đi học hàng ngày ấy. Đây nhá, các bạn nhìn thấy cô giống các bạn đi học không? À, cặp của tớ luôn trên vai tớ đây. Bút của tớ giúp tớ viết hàng ngày. Tẩy của tớ xóa hộ tớ lỗi sai. Thước của tớ kẻ đường thẳng miệt mài. Sách của tớ kể nhiều chuyện rất hay. Màu của tớ vẽ hoa lá trời mây. Và bây giờ các con sẽ cùng đọc với cô bài thơ này nhé. Cô sẽ đọc câu 1. Các con sẽ đọc giúp cô câu 2. Cô trò mình sẽ luân phiên đọc như thế. Các bạn có hiểu không? Có. Bây giờ cô đọc câu số 1. Cặp của tớ luôn trên vai tớ đây. Giỏi quá. Bút của tớ giúp tớ viết hàng ngày. À, giúp tớ viết hàng ngày. Tẩy của tớ xóa hộ tớ lỗi sai. Đúng rồi. Thước của tớ kẻ đường thẳng miệt mài. Sách của tớ kể nhiều chuyện rất hay. Màu của tớ giỏi quá. Một tràng vào tay khen tất cả các con nào. Bây giờ ai có thể, bây giờ chúng ta sẽ thi đọc theo tổ nhá. Cả lớp đồng ý không? Bây giờ cô sẽ thi đọc theo tổ này. Tổ 1. Tổ 2 và tổ 3. Trước tiên tổ 1 sẽ đọc với cô trước nhá. Tổ nào đọc hay đọc đúng thì chúng mình sẽ giành được 5 sao. Cả lớp đồng ý không? Đầu tiên này, đọc nhanh hơn này. Cặp của tớ vai tớ. Bút của tớ tẩy của tớ xóa hộ tớ lỗi sai. Thước của tớ kẻ đường thẳng miệt mài. Sách của tớ kể nhiều chuyện rất. Màu của tớ vẽ hoa lá trời mây. À, vậy là vừa rồi tổ 1 đọc rất là tốt rồi đúng không nhỉ? Chúng mình khen tổ 1 nào. Tổ 1 sẽ giành được 5 sao. Bây giờ tổ 2, chúng mình thử nhá. Cặp của tớ luôn trên vai tớ đây. Đọc to quá nhỉ. Bút của tớ đúng tớ viết hàng ngày. Tẩy của tớ xóa hộ tớ lỗi sai. Thước của tớ kẻ đường thẳng miệt mài. Sách của tớ kể nhiều chuyện rất hay. Màu của tớ vẽ hoa lá trời mây. Rồi, rất khen tổ 2. Giỏi quá. Tổ 2 giành được 5 sao. Tổ 3 nào, bây giờ tổ 3 sẵn sàng chưa? Đọc to lên nha. Cặp của tớ luôn trên vai tớ đây. Bút của tớ giúp tớ viết hàng ngày. Tẩy của tớ xóa hộ tớ lỗi sai. Sách của tớ kể nhiều chuyện rất hay. Màu của tớ rồi, khen tổ 3, xin chúc mừng. Rồi, bây giờ cả lớp mình sẽ cùng đọc lại bài thơ này một lần nữa. Rất là nhanh, thật là thuần thục để chúng mình sẽ nhớ hơn về những cái món đồ dùng của mình nhá. Nào bây giờ này, cặp của tớ luôn trên vai tớ đây. Bút của tớ giúp tớ viết hàng ngày. Tẩy của tớ xóa của tớ. Sách của tớ. Màu của tớ. À, rất giỏi, đúng rồi các con ạ. Vậy bây giờ các con ơi, nếu như mà đồ dùng của mình mà chúng mình bị làm mất, hay có thể nói rằng chúng mình để thất lạc ở một nơi nào đó, vậy các con có nghĩ rằng là những món đồ dùng đấy sẽ thế nào không? Và bây giờ cô mời các con sẽ hóa thân vào một nhân vật ngay sau đây mà cô kể, đó là chiếc bút chì. Xem là chiếc bút chì của cô đã gặp phải chuyện gì nhá. Tôi là cây bút chì có màu xanh nước biển. Hàng ngày tôi cùng bạn đến trường và ngồi học cùng bạn. Khi đến giờ viết bài, bạn ôm lấy thân bút của tôi và đưa từng nét nhẹ nhàng. Bạn đưa đến đâu, tôi cố gắng để nét chì thật đều và mịn. Mỗi ngày trôi qua, bạn đều ôm lấy thân bút của tôi bằng đôi bàn tay nhỏ bé nhưng đầy ấm áp. Rồi bỗng một ngày, bạn để quên tôi trên mặt bàn. Chiếc bàn rung lắc làm tôi rơi xuống gầm ghế. Toàn thân tôi đau nhức, tôi không biết phải làm sao. Vậy nếu như con là cây bút chì đó, con sẽ cảm thấy như thế nào? Cô mời bạn Minh Châu. À, nếu như con là cây bút chì đó, con sẽ cảm thấy rất là đau đúng không? Rồi còn ai khác không? Cô mời bạn Tiến Anh Đức nào. Con là rất là buồn. À, con sẽ cảm thấy rất buồn ạ. Còn gì nữa không nhở? Cô mời bạn Minh Tường nào. À, rất là cô đơn, đúng rồi. Cảm ơn những ý kiến của các con. Các con ạ, nếu như chúng mình để quên bạn hay để lạc mất bạn, chắc chắn bạn sẽ rất buồn và cô đơn. Vậy yêu quý bạn thì con phải luôn nhớ những cái món đồ dùng học tập của các con. Dùng xong con phải cất thật là gọn gàng vào trong hộp bút. Nhớ chưa nhở? Không được để rơi bạn hay làm mất bạn. Bạn sẽ rất là buồn đấy. Các con nhớ chưa? Vậy cô có một câu hỏi này. Làm thế nào để mình không quên bạn? Cô mời Minh Châu nào. Cô là mình phải dám tên của mình là bạn được. Khi mà các rằng người ta có thể trả được bạn không được. À đúng rồi. Chúng ta phải dán tên này. Hoặc là chúng ta có thể là đánh dấu vào cái món đồ dùng học tập của mình, để đến khi mà chúng ta làm rơi hay làm mất thì người khác sẽ trả lại giúp cho chúng ta, đúng không nhỉ? Thế vậy nếu như mà chúng mình chưa biết viết tên thì chúng mình phải làm thế nào? Cô mời Bảo Tiên nào. Thưa cô là viết số ạ. À, mình sẽ viết số đúng không nhở? Đúng rồi, đấy là một cách đánh dấu. Còn cách đánh dấu nào khác không? Cô mời Minh Đức nào. Cô là nhờ mẹ in sticker ạ. À, nhờ mẹ in sticker để dán vào cái đồ dùng của mình đúng không? Đúng rồi, đó là một cách rất hay. Thế nếu như mà sau giờ học mình vội chạy về nhà, mình quên đồ ở lớp, mình có đến lấy lại được nữa không? Cô mời Chi Mai nào. Con cô là không ạ. À không, vậy làm thế nào để cho mình bình tĩnh hơn trước khi mình ra về nào, để mình không bao giờ quên đồ nào? Cô mời Phúc Lâm nào. Cô là 1 phút ngồi thiền. À, 1 phút ngồi thiền đúng không? Thế con có biết ngồi thiền là như thế nào không? Con... À, thế ngồi thiền để giúp cho chúng ta như thế nào nhỉ? Có một cái trạng thái như thế nào? À, giúp cho chúng ta có một trạng thái bình tĩnh hơn đúng không nhỉ? À, và ngay sau đây chúng mình sẽ cùng cô ghi nhớ 3 bước để chúng ta không bao giờ quên đồ nhé. Cô sẽ vẽ. Đầu tiên chúng mình phải làm gì nhỉ? À, phải quan sát. Bây giờ cô sẽ vẽ quan sát. À, chúng mình quan sát bằng gì đấy? À, mắt. Cô sẽ vẽ một hình của con mắt ra đây nhá. Đúng chưa? Đây là bước 1, chúng ta phải quan sát. Bước thứ 2 là làm gì nhở? Viết tên. À, bước thứ 2 là viết tên. Hoặc nếu không biết viết tên phải làm gì nhở? Phải đánh gì? Đánh dấu đúng không nhở? Bước thứ 2 chúng ta sẽ phải viết tên và đánh dấu nhá. Nhớ này, bạn nào mà không biết viết tên thì chúng mình phải đánh dấu vào nhá. Và bước thứ 3 đó là gì? 1 phút. À, 1 phút ngồi thiền đúng không nhỉ? Rồi, bây giờ cô mời một bạn nhắc lại giúp cô 3 bước để chúng mình không quên đồ nào. Nhắc thật to rõ ràng giúp cô mời bạn Ngân An. Con thưa cô là bước 1 quan sát, bước 2 viết tên hoặc đánh dấu, bước 3 1 phút 1 giây. À rồi, cô mời bạn khác nào, cô mời bạn Tiến Đức. Con thưa cô là 1 quan sát, 2 viết tên hoặc đánh dấu, 3 1 phút 1 giây. Rất giỏi. Một bạn nữa nào. Cô mời bạn Anh Thư. Con thưa cô là 1 quan sát, 2 viết tên, 3 1 phút ngồi thuyền. À, rất giỏi. Một bạn nữa nào để chúng mình nhớ hơn nào. Cô mời Ngọc Linh. 1 quan sát, 2 viết tên, 3 1 phút ngồi thiền. À rồi. Các con có biết 1 phút ngồi thiền là như thế nào không? Bạn nào giỏi trả lời giúp cô nào. Cô mời Ngân An. À, khoanh chân, đặt tay lên chân. Để làm gì, để giúp chúng ta làm gì con nhỉ? À, để giúp cho chúng ta bình tĩnh hơn. Thế còn bạn nào nữa không nhỉ? Bạn nào khác? 1 phút ngồi thiền theo con hiểu là như thế nào? Cô mời Anna nào. À, và ngồi khoanh chân lại để giúp cho con bình tĩnh hơn đúng không? Các con ạ, thiền ở đây người ta nói là để cho vui thôi. Để giúp cho chúng ta có một cái tinh thần thật là bình tĩnh. Để chúng ta quan sát xung quanh, không quên đồ. Thế bây giờ cô ví dụ như chúng ta nghe nhá. Bây giờ cô ví dụ này, chúng ta nghe thì tiếng trống này. Nghe tiếng trống chúng ta sẽ làm gì nhá? Tùng 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 tùng. Có chạy đi luôn không? À, thế phải làm gì nhở? Nào, sẽ phải làm gì đây? Hay là cô tưởng là đẩy cửa chạy luôn về nhà? Đẩy cửa chạy luôn về nhà nhá. Nào, thế làm gì đây? Cô mời Tiến Anh Đức nào. Con làm gì đây? À, con quan sát. Để làm gì? Để không ăn quên đồ. À, con quan sát đồ của con đúng không nhở? Chúng ta phải nhìn bên trái, nhìn bên phải, nhìn xung quanh. À, nhìn lên trời nữa đúng không? À, rồi nhìn xung quanh để chúng ta không bị quên đồ của mình. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng cô thử bình tĩnh lại bằng cách là chúng mình sẽ ngồi thiền nhé. Vậy bây giờ chúng mình quan sát cô này. Cô mời cả lớp ngồi thẳng lưng lên. À, rất giỏi. Sau đó hai tay để lên trước mặt bàn để giống cô Ly này. Ngón tay cái và ngón tay trỏ chúng mình sẽ chụm lại với nhau nhé. Nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Thở ra thật chậm. Hít một hơi thật sâu. Thở ra thật chậm. Rồi từ từ mở mắt ra. Nhìn xuống ngăn bàn. Nhìn sang bên trái. Lại nhìn sang bên phải. À, nhìn xuống đất. Xem chúng mình có còn quên cái gì không? À, đó. Các con đã thấy bình tĩnh hơn chưa? Chưa. Nào. Bạn nào nói chưa đấy? Thế vậy chúng ta làm lại một lần nữa nhá. Để cho chúng mình bình tĩnh hơn nhá. Nào, bây giờ chúng mình cùng làm lại với bạn Ngân An để cho bạn bình tĩnh hơn nào. Hai tay để lên trước mặt bàn. Thẳng lưng lên nhá, thẳng lưng lên. Từ từ nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Thở ra thật chậm. Hít một hơi thật sâu. Thở ra thật chậm. Một hơi nữa thật sâu. Thở ra thật chậm. Từ từ mở mắt ra nào. Nhìn xuống ngăn bàn. Nhìn sang bên trái. Nhìn lên trên trời. Được chưa? Chúng mình thấy bình tĩnh hơn chưa? À, vậy cô muốn nói với các con một điều rằng là để không bao giờ bị quên đồ vật của mình thì chúng mình thứ nhất phải quan sát thật là kỹ món đồ của mình. Xem là đồ của mình có đặc điểm gì. Thứ hai là chúng mình phải viết tên hoặc đánh dấu vào món đồ của mình. Và thứ ba là chúng mình sẽ làm cái 1 phút ngồi thiền là để cho chúng ta bình tĩnh lại, không vội vàng Sau đó chúng ta sẽ tìm lại trong ngăn bàn, ngăn tủ xem là chúng ta có bỏ quên cái món đồ gì không. Đó, vậy cô muốn sau tiết học ngày hôm nay các con về nhà sẽ cùng hướng dẫn lại bố mẹ hoặc anh chị 3 bước để không quên đồ. Để mọi người đi đâu hay làm gì thì mọi người sẽ không bao giờ quên đồ của mình. Cả lớp mình đồng ý không nhỉ? Có.